Bạch Thế Tôn nếu đại Bồ Tát có khả năng tu hành như thế thì chẳng bị tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian hàng phục được mà trái lại có khả năng hàng phục tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian, Bạch Thế Tôn nếu đại Bồ Tát có khả năng tu hành như thế thì chẳng bị tất cả thanh văn độc giác hàng phục mà lại có khả năng hàng phục tất cả thanh văn độc giác. Vì sao Bạch Thế Tôn đại Bồ Tát ấy đã được an trụ, không có điểm nào có thể hàng phục được, nghĩa là Bồ Tát ấy lìa sanh vị bạch thế tôn đại bồ tát ấy thường xuyên an trụ tác ý trí nhất thiết trí chẳng thể khuất phục bạch thế tôn đại bồ tát ấy khi tu hành như thế vì gần gũi với trí nhất thiết trí nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nói lại nữa thiện hiện theo ý ông thì sao giả sử các loại hữu tình ở châu nam thiệm bộ này đều được thân người, đã được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột, có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào đó suốt cả cuộc đời, dùng đồ cúng thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen chư như lai ứng tránh đẳng giác này lại đem thiện căn cúng dường như thế ban cho tất cả hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng về quả vị giác ngộ cao tột thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phật dạy này thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy phân bố sắp đặt phân biệt khai thị khiến cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy thì thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy nên công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm lại nữa thiện hiện theo ý ông thì sao giả sử các loại hữu tình của cõi nam thiệm bộ và cõi đông thắng thân này đều được thân người được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó suốt cả cuộc đời đem các đồ cúng thượng diệu của thế gian cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư như lai ứng tránh đẳng giác này lại đem thiện căn cúng dường ấy ban khắp cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thể rất nhiều phật dạy này thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy phân bố sắp đặt phân biệt khai thị khiến cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy thì thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm